Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái ổ cắm hẹn giờ thông minh có thể truy cập wifi và điều khiển từ xa, nằm trong cái hệ thống các cái sản phẩm nhà thông minh của Rạng Đông, của tập đoàn Rạng Đông. Các bạn lưu ý rằng là bây giờ ấy là Rạng Đông ấy là có cổ đông rất lớn, đó là Samsung. Và từ khi mà có cổ đông là Samsung ấy thì những cái sản phẩm của Rạng Đông đã nâng cấp lên một cái tầm cao mới, đó là thứ nhất là về hoàn thiện rất là đẹp. Thứ hai nữa là nó lại đa dạng hóa về sản phẩm, và thứ ba là những sản phẩm nó trở nên rất là thông minh và có thể điều khiển từ xa, và nó làm cái dạng như là của gọi là smart things, đúng không? Tức là những cái hệ thống nhà thông minh và những cái gọi là nhà vạn vật, gọi là internet vạn vật đấy, đúng không? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm đó chính là cái ổ cắm hẹn giờ, hoặc là ổ cắm wifi đơn modem OC01WF16A của Rạng Đông. Đấy, thì mình có mua cái sản phẩm này với cái giá là 304.560 đồng chính hãng của Rạng Đông. Thế tuy nhiên là nếu mà các bạn mua ở các đại lý khác hoặc là mua trên Tiki ấy, thì có thể có những cái giá nó thấp hơn, nhưng mà có khi là không được bảo hành đâu, đúng không ạ? Nếu mà nó có lỗi về sản phẩm thì mình không rõ là cái cửa hàng đấy nó có bảo hành hay không, hoặc là hãng Rạng Đông có bảo hành hay không. Thì hôm nay mình đặt nó về thì mình mở hộp đây, các bạn nhìn thấy hộp của nó đây, hộp của nó nhé các bạn nhìn này. Đây, nó có một cái nó có một cái quai sách này. Cái quai sách này ban đầu người ta để sát ở đây, đúng không? Để sát ở cái nắp này. Ở trên này thì có cái mã vạch, ở đây người ta ghi là smart plug. Bên cạnh hộp thì người ta ghi rõ là Rạng Đông này, Wi-Fi Smart Plug này. Đấy, và có cái hình ảnh biểu tượng ngôi nhà này. Ở đây thì có biểu tượng Wi-Fi này, và có cái bộ ổ cắm ở bên cạnh thì có nghĩa là ổ cắm Wi-Fi, đúng không? Và đây người ta ghi rõ là công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, và ở dưới là tên tiếng Anh, và có cái trang web chính và cái hotline. Ở bên cạnh thì người ta ghi rõ đây hình của sản phẩm, biểu tượng Rạng Đông, Wi-Fi và ổ cắm đơn, đúng không? Ở một mặt bên người ta ghi là tiết kiệm hơn, tiện nghi hơn, more energy efficient, more comfortable. Thì ở đây nó có ba cái biểu tượng, đó là gì? Điều khiển theo lịch trình này, đặt lịch hẹn giờ này, đúng không? Và điều khiển thông qua wifi, đúng không? Ở bên dưới đáy của nó, dưới đít của nó thì người ta ghi rõ là thông số kỹ thuật là 220V, tức là nguồn điện thông thường và có thể support được tối đa công suất 3.000W. Thì thông thường là một cái hộ gia đình mà sử dụng bơm hay là một cái hệ thống tưới sử dụng bơm thì thường là chỉ cần 1,5 kg thôi, nhưng đây là tận 3 kg cơ. Đấy, tần số, đúng không? Tần số định danh, tần số danh định là 50 Hz, đúng không nào? Điện áp là 250V cho đến 150V đến 250V, tức là điện áp dài, điện áp rất là tốt. Và dòng điện tối đa là 16A, và chu kỳ bật tắt là 100.000 lần. Bình thường thì là với cái thông số này thì nó rất là tốt rồi, rất là ổn rồi. Ở dưới thì ghi bằng tiếng Anh và ghi rõ là Made in Việt Nam. Ở trong này thì tất nhiên chúng ta thấy là một là nhựa, tất nhiên là loại nhựa rất là tốt của Rạng Đông rồi. Cái thứ hai nữa là cái thiết kế, thì thiết kế ở đây là mang tính là rất là hiện đại rồi. Và thứ ba nữa là nó có cái sản phẩm trí tuệ phần mềm của bên Samsung. Bây giờ chúng ta sẽ mở nắp ra nha. Mở nắp ra này. Đó. Thì khi mở nắp ra các bạn sẽ nhìn thấy một cái hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng này có tiếng Việt này, không biết là có tiếng Anh không. Hai mặt của nó đều tiếng Việt các bạn ạ. Thì ở đây là người ta ghi rõ mấy bước đây, hướng dẫn sử dụng này 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tức là có 7 bước. Tức là để mà cài cái ổ cắm này ấy, thì chúng ta phải tải một cái phần mềm. Ở đây người ta ghi rõ là cái phần mềm nó ghi là đây này, Rạng Đông Smart, Rạng Đông Smart, và chúng ta có thể quét cái mã vạch này, và nó có thể tương thích với là App Store này, Google Play này, đúng không? Ở đây người ta ghi rõ 7 bước. Được rồi, tí nữa chúng ta sẽ xem cái 7 bước này như nào. Bây giờ chúng ta sẽ mở sản phẩm ra. Ở đây thì sản phẩm nó đóng gói rất là tốt này, đây đây nó có hai cái phích cắm đây, hai cái đầu cắm đây, dẹt, đúng không? Đầu cắm dẹt, và
Ở đây thì đóng gói của nó thì có cái lỗ để cho hai cái đầu cắm này vừa vào. Nó tức là nói chung là về mặt hoàn thiện sản phẩm đóng gói là rất là đẹp. Sản phẩm đây. Sản phẩm của mình thì chúng ta nhìn thấy là nó có hai cái đầu cắm này là dẹt này. Ở đây thì có cái tem bảo hành của Rạng Đông. Là đây là tem bảo hành 12 tháng các bạn nhé. Và có chữ ký đây. Đấy, chữ ký tem tem chống làm giả. Ở đây thì phần này người ta ghi rõ Rạng Đông này model OC01WF16A. Input là cái nguồn điện vào hiệu điện thế là 50Hz này, 150 đến 250V này. Max current tức là nguồn điện là tối đa là 16A. Đúng không? Ở mặt bên hai bên thì hoàn thiện rất là đẹp nhá. Ở đây không phải là cái nút mà là cái chắc là cái phần này người ta thiết kế lõm xuống để mà mình cầm để mà mình rút cái ổ ra nó dễ. Đấy. Đúng không? Đấy, ở bên này thì không có gì này. Đấy, hoàn thiện rất là đẹp và rất là không bị thừa một cái chi tiết nhựa nào nhé. Thì ở phần mặt trước thì chúng ta ghi rõ là Rạng Đông này và cái ổ cắm này là ổ cắm có ba cái rắc cắm xuống, đúng không? Đây, ba cái thanh cắm xuống này. Và đây là có một cái đèn tín hiệu này và một cái nút power. Đúng không nào? Cái đèn tín hiệu này ấy thì khi mà nó nháy đỏ liên tục và nháy xanh liên tục là chứng tỏ sản phẩm đã chưa được kết nối với cái gì cả, với một cái điện thoại nào khác cả, đúng không nào? Và nếu như nó khi mà chúng ta cắm vào ấy, mà nó cứ hiện màu xanh lá cây không ấy, thì có nghĩa rằng là nó đã kết nối với một thiết bị nào đó rồi đó. Thì lúc đó là chúng ta muốn kết nối lại thì chúng ta lại phải reset sản phẩm, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ soi kỹ hơn vào sản phẩm này. Bây giờ chúng ta sẽ có 7 bước để kết nối cái sản phẩm này là gì? Thứ nhất, chúng ta phải tải cái phần mềm Rạng Đông Smart xuống. Thì ở đây mình có một cái điện thoại ví dụ này. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái gì? Chúng ta sẽ vào cửa hàng Google Play nhé. Và chúng ta sẽ tra cái từ là Rạng Đông. Thì ở đây nó tự nhiên là đưa ra một cái gợi ý đó là Rạng Đông Smart. Và chúng ta nhấp vào đây. Tất nhiên ở đây chúng ta đã cài rồi nhé. Đấy, chúng ta đã cài rồi. Thế các bạn nhìn thấy chưa? Và chúng ta ấn mở ra. Cái biểu tượng của Rạng Đông rất là rõ và ghi là Rạng Đông Smart và bằng tiếng Anh nhé. Chúng ta ấn mở. Đấy. Ở đây thì mình đã gọi là đưa cái thiết bị này vào rồi. Tức là đã cài rồi, kết nối rồi. Đó. Thì ở đây thì các bạn muốn kết nối. Thì trước hết, nếu cái thiết bị này mà đã kết nối với một sản phẩm gì đó khi chúng ta cắm lên, cắm vào nguồn điện, đúng không? Nguồn điện thông thường của chúng ta, mà chúng ta thấy cái nút này nó xanh và nó cứ giữ mãi xanh không nháy thì chứng tỏ là nó đã kết nối với sản phẩm gì đó, đúng không? Còn nếu như nó cứ nháy đỏ liên tục thì có nghĩa là nó chưa kết nối. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta ở đây người ta hướng dẫn là bước 2 đó là reset thiết bị, đúng không? Và người ta sẽ nhấn giữ cái này. Đây, nhấn giữ cái nút power này trong vòng 5 giây. Thì lúc đó là cái đèn này sẽ chuyển sang từ trạng thái màu xanh mà cố định sang trạng thái nhấp nháy đỏ liên tục trong vòng 0,3 giây một lần. Đã liên tục nhấp nháy. Thì lúc đó là chúng ta sẽ biết rằng là cái sản phẩm đó đã được reset và đã thoát khỏi tất cả các chế độ khác, tất cả các cái cài đặt hoặc là các kết nối của nó đã đều hủy bỏ. Thì chúng ta nhấp vào đây. Ở đây thì trong cái mục nhà của tôi thì chúng ta sẽ chọn vào cái mục thêm thiết bị là dấu cộng ở trên cùng. Và chúng ta sẽ nhấp vào cái ổ cắm Wi-Fi. Đấy. Ở đây thì chúng ta lưu ý là không được sử dụng mạng trên 2.4G nhé. Bởi vì cái sản phẩm này nó chưa được cập nhật cho cái mạng 2.4G, à, mạng 5G. Thế thì chúng ta nên chọn là khi mà cài đặt các cái nhà mạng, chúng ta nên ghi rõ là cái đấy là 2.mấy G hay là 5G. Và đây chúng ta nhập mật khẩu vào. Đúng nào? Ở đây chúng ta đã có nhập mật khẩu rồi. Sau khi nhập mật khẩu thì chúng ta ấn tiếp theo. Và như vậy thì chúng ta bật nguồn, cắm cái này vào nguồn. Và phải đảm bảo rằng cái nút này nó nháy liên tục, đúng không? Màu đỏ, nháy liên tục, nháy nhanh. Thì sau đó chúng ta ấn tiếp theo. Đúng không? Ở đây chúng ta phải xác nhận rằng đèn nhấp nháy, chúng ta nhấp vào đây để xác nhận là đèn nhấp nháy. Và sau đó ấn tiếp theo. Đúng không?
Và lúc đó thì cái màn hình tìm kiếm sẽ xuất hiện và tìm kiếm thiết bị và đăng ký trên cloud. Khi mà cái sau khoảng độ 10 15 giây thì cái đèn nó hết nhấp nháy và chuyển thành màu xanh. Lúc đó là trên màn hình này nó sẽ xuất hiện cái mục thứ hai, đó là đăng ký trên cloud và khởi tạo thiết bị. Thì lúc đó là cái sản phẩm của bạn đã được cài đặt, đúng không ạ? Nó rất đơn giản như vậy thôi. Còn nếu như các bạn mà mua trên Tiki hoặc là trên một số cái cửa hàng mà nó không rõ nguồn gốc, đúng không, thì cái sản phẩm này rất có thể bị giả mạo. Và khi các bạn cài vào nó gần như là không nhận, nhiều lần mà không nhận, thì lúc đó là cái sản phẩm đó là chúng ta không thể đi đổi được. Đó, thì ở đây khi mà chúng ta vào cái phần thêm của cái sản phẩm của Rạng Đông thì chúng ta thấy rằng là Rạng Đông có rất nhiều sản phẩm liên quan đến smart home đấy, và chúng tôi cũng sẽ bán những sản phẩm này, làm cái đại lý của Rạng Đông và sẽ bảo hành cái sản phẩm đó cho các bạn. Ở đây chúng ta nhìn thấy này, socket này, power strip này, switch này, dimmer switch này, curtain switch này, fan switch này, scenario switch này, wireless switch này và các switch này, wireless doorbell này, switch module này, adapter này, garage door opener này và mosquito repellent halter và scenario light socket, air conditioner mate, water pump và tool. Tức là nó có rất nhiều cái thiết bị và rất nhiều dòng thiết bị của Samsung mà của Rạng Đông, một cái vừa qua, cái thời gian vừa qua họ đã tiến hành sản xuất, đúng không, sáng tạo và sản xuất. Ở đây thì họ có này, thiết bị điện nhá. Thì trong thiết bị điện này có rất nhiều sản phẩm rồi, rất nhiều dòng sản phẩm rồi. Và có cái dòng sản phẩm thông minh liên quan đến bơm này, liên quan đến công cụ này. Đấy. Rồi liên quan đến các cái dòng mà điều khiển phối cảnh này, điều khiển cảnh quan theo kịch bản này. Rồi điều cái thiết bị chống muỗi này, thiết bị cho gara này, thiết bị adapter này, thiết bị switch để chuyển đổi này. Rồi thiết bị wireless chuông cửa chạy bằng wireless này, đúng không? Vân vân. Đấy. Rồi công tắc ngữ cảnh này, đúng không? Rồi điều khiển cho quạt này, đúng không? Quạt chân chẳng hạn. Điều khiển cả gọi là gì? Gọi là gì nhỉ? Rèm cửa, đúng không nào? Và switch công tắc này, rồi thì cái công tắc mà điều khiển bật tắt này, hay là cái công tắc liên quan wifi. Ngoài ra còn có thiết bị chiếu sáng của họ rất là phong phú này. Đấy, bao gồm thiết bị chiếu sáng ngoài trời, thiết bị chiếu sáng trang trí, rồi thiết bị chiếu sáng phòng chống cháy nổ vân vân, đúng không? Ceiling fan, đấy, thiết bị điều khiển quạt trần nhà, kiêm là ánh sáng, đúng không nào? Rồi thì thiết bị liên quan đến ánh sáng mặt trời ngoài trời, rồi cảm biến và bảo mật của họ cũng nhiều. Đấy, cảm biến này, bảo mật, ôi rồi rất nhiều sản phẩm nhé, dòng sản phẩm của họ rất là nhiều, rất là phong phú. Và như vậy trong thời gian vừa qua họ đã kinh doanh rất là tốt những sản phẩm này, đặc biệt là những sản phẩm liên quan đến ánh sáng nông nghiệp, đúng không nào? Thì bên mình cũng rất là quan tâm, đúng không nào? Và cũng rất là thích để trở thành một cái đối tác của cái công ty mà rất là năng động như thế này. Đấy, ok, như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm là ổ cắm wifi đơn của Rạng Đông. Các bạn lưu ý là ngoài những cái ổ cắm wifi đơn này thì Rạng Đông đi, Rạng Đông hay là Rạng Đông Samsung cũng còn rất nhiều sản phẩm những ổ cắm 3, đúng không? Ổ cắm có 3 cái ổ cắm đấy, và họ có cái dây từ 5 đến 15 mét đấy, và cũng được điều khiển bằng wifi. Cái đấy là một trong cái thiết bị rất là hay và mình sẽ giới thiệu trong thời gian tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi và xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tới.